chắc chắn có thể cướp nhật nhật ti kỳ. Không sai, lần này chúng ta đến là để xem thử Cơ Dương còn sống hay đã chết. Nếu ông ta thực sự chết rồi, chúng ta sẽ đi gặp Giang Thái Sư cùng nhau tấn công Tây Kỳ. Nhưng mà Ngọc Khánh, chúng ta phải vô cùng cẩn thận, không thể nào để lộ thân phận tỷ muội chúng ta. Đó mới biết rồi. Đi vô, đi vô nha. Sao lại đánh đi? Nói gì đấy? Cái gì hôm nay phụ lão, vụ các tướng quân của phủ Tây Mã Hầu có chuyện muốn tuyên bố. Các huynh đệ tỷ muội, hầu gia mà chúng ta yêu quý, hầu gia đã trời ơi, hầu gia chết rồi. Hầu gia sao lại đi như vậy? Sẽ rất đau khổ, khả năng chiến đấu cũng không còn, là cơ hội tốt cho chúng ta đánh chiếm Tây Kỳ. Đúng vậy. Trước đó lão phu còn rất lo lắm, mặc dù lão phu đã bứt lìa đầu cô bệnh nhân kia ra khỏi thân, nhưng mà sợ rằng Khương Tử Nha sẽ bày mưu cứu sống được tên Cơ Sư. Nếu như hai vị nương nương và quốc sư đích thân bị thám thính, nghĩ chứng tỏ chắc chắn Cơ Sư đã chết rồi. Ta với Ngọc Khánh đến Tây Kỳ, thấy được bá tánh ở Tây Kỳ.